Rồi, con là bé Thùy, người An Giang phải không? Dạ. Hôm nay thầy Lợi sẽ hát tặng cho con bài Lý Áo Bác Quàng dân ca Nam Bộ. Nhưng mà cái chỗ là đố ai kiếm được, con đọc đố ai kiếm được coi. Đố ai kiếm được. À, chữ được miền Nam Bộ là đọc kiếm được, được, được. Đố ai kiếm được, được, được. Ha, thầy sẽ hát giọng Nam Bộ con nghe ha. Đố